vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 10 năm 2014, Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã long trọng chào đón hơn 700 bạn sinh viên đến từ 27 trường đại học cao đẳng sư phạm trên toàn quốc về dự hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học sư phạm lần thứ 7. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên cùng giao lưu, học hỏi và tôi luyện thêm tinh thần yêu khoa học của mình. Hội nghị vinh dự đón tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Bùi Văn Ca, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tiến sĩ Vũ Thanh Bình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng toàn thể sinh viên, cán bộ đến từ các trường đại học cao đẳng sư phạm trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, tổng kết những thành tích đạt được của công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng như công tác chuẩn bị cho hội nghị lần này. Cũng trong hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Ga phát biểu chào mừng định hướng công tác nghiên cứu khoa học cho các trường sư phạm trên toàn quốc. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng trình bày báo cáo đề dẫn. Theo đó, hội nghị được chia thành 4 tiểu ban báo cáo: Tiểu ban Khoa học Giáo dục, Tiểu ban Khoa học Tự nhiên 1, Tiểu ban Khoa học Tự nhiên 2 và Tiểu ban Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phát huy tính năng động sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập cho sinh viên, hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi nổi, hào hứng. Thực sự là đến đây thì mình thấy là cái công cách tiếp đón của trường thể hiện không thể mình thất vọng, lịch sự, ấm áp, gần gũi. Và mình rất mong là ở đây sẽ có một cái cơ hội để các trường giao lưu học hỏi. Và rất mong là sẽ có lần thứ hai đến Đà Nẵng. Bản thân mình cảm thấy rất may mắn và danh dự khi được tham gia hội nghị. Đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên trong cả nước. Mình hy vọng rằng hội nghị sẽ tổ chức thành công tốt đẹp. Sau phần báo cáo tham luận của các trường, Đại học Sư phạm Đại học Huế và Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, hai báo cáo tiêu biểu đại diện cho 317 báo cáo khoa học của các nhóm sinh viên đến từ khoa giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và khoa vật lý Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn thể hội nghị. Hội nghị này quả là một cái sân chơi cực kỳ là bổ ích đối với các sinh viên tham gia làm khoa học, và từ đây nó cũng sẽ có sức lan tỏa tới những các sinh viên mà đang miệt mài trên ghế nhà trường. Hội nghị là diễn đàn trao đổi khoa học thiết thực cho sinh viên các trường đại học sư phạm và các trường đại học cao đẳng có khoa sư phạm trên toàn quốc. Qua đó công bố các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên, trao đổi thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tới.